Rồi, xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn ly cà phê sáng nha. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và thành công trong công việc nha. Thì các bạn biết là đối với khi mà các bạn vào làm việc trên nền tảng của Robby hoặc là các bạn kinh doanh trên nền tảng Robby thì các bạn phải hiểu về cái nền tảng đó thì các bạn mới đi sâu được và mới đi xa với nó được. Còn đôi khi các bạn cứ nghĩ là khi mà các bạn làm kinh doanh online vào Robby thì Robby nó lo hết, nó quảng cáo cho tất cả các bạn này kia nọ, để các bạn chỉ cần vào các bạn chào mời cái là có người ta mua, thì cái đó là hoàn toàn sai lầm trong cái vấn đề mà chúng ta chưa hiểu hết về nền tảng kinh doanh của Robby. Tại hiện tại bây giờ có một vài bạn lại hỏi mình là: ủa anh ơi, như thế nào để mình đặt hàng lên Robby mình bán? Tức là các bạn đang hiểu là Robby nó giống như là các cái nền tảng khác, tuy nhiên Robby nó có một cái hướng đi rất là khác biệt so với các nền tảng khác. Nó dựa vào cái mô hình dropshipping, tức là cũng dựa vào cái vận chuyển, tức là một cái khâu khép kín từ việc mà hàng hóa đến việc giao hàng cho khách hàng. Tuy nhiên có một cái khác của Robby mà các bạn nên hiểu là Robby nó đi theo cái mô hình là tư vấn. Và cái mô hình kinh doanh của Robby, tức là Robby nó không có sản xuất hàng hóa nha, nó không có nhập hàng hóa. Tất cả các mặt hàng ở trên sàn, trên kệ của Robby là do các cái công ty người ta làm việc với Robby, người ta đặt ở trên kệ của Robby. Sau khi thỏa thuận phần hoa hồng chia lại cho sàn và phần hoa hồng chia lại cho người bán hàng, thì khi đó nếu mà đáp ứng được tất cả các cái tiêu chí rồi thì Robby đã mới đưa cái hàng đó lên để cho mình tham gia vào, mình lấy cái hàng đó mình đi bán. Khi mà các cái về mặt nguồn gốc xuất xứ đầu vào thì Robby nó sẽ đảm bảo cái trách nhiệm là nó sẽ kiểm tra cái hàng hóa này và nó tìm cái market của thị trường, coi thử là những sản phẩm nào, cái nhu cầu nào, những sản phẩm đặt trên kệ của Robby mà có thể là giúp cho tất cả các anh chị dễ dàng bán được. Thì hiện tại bây giờ Robby đang là có hai kho rất là lớn, 5.000 m², một cái ở Hà Nội, một cái ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì nó sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển cho các cái đơn hàng ở các cái khu vực từ miền Nam và các khu vực của miền Bắc. Trong tương lai, Robby hiện tại đang chuẩn bị hoàn thành một showroom, tức là cũng giống như là hàng trưng bày, cũng giống như là một trong những cái kho vận hành xử lý đơn của Robby ở khu vực miền Tây, ở khu vực Cần Thơ. Thì như vậy thì trong khoảng tháng cuối năm này là đã có thể là khai trương và có thể là vận hành. Rồi, sau khi các bạn đã đăng ký đại lý, quyết tâm làm, sau khi các bạn đã đăng ký chính thức đại lý với Robby rồi, cái thứ nhất mà các bạn cần làm đó là các bạn follow group Zalo của công ty đặt hàng mà các bạn muốn bán. Ví dụ các bạn muốn bán dòng xăm CND thì các bạn phải follow group của công ty đó. Thứ nhất là nó có hai group, một group về kiến thức sản phẩm và thứ hai là một group về content bán hàng. Thì cái group, hai cái group này, thứ nhất là kiến thức sản phẩm thì họ sẽ có những cái buổi đào tạo thì họ sẽ đưa lên cái link này. Ví dụ như là link Zoom hoặc là cái thời gian đó thì các bạn theo dõi được, các bạn học. Cái thứ hai là về đối với content thì đôi khi một số công ty thì họ sẽ có những cái đội ngũ viết content để cho tất cả các bạn copy, các bạn chỉnh sửa lại rồi các bạn đăng cái bài đó để các bạn bán. Tức là hai cái group này rất là quan trọng. Còn đối với về link Zoom thì các bạn có thể vào trong app, ở trên cái app của mình á, các bạn vào trong một trang chủ ở phía trên là các bạn đã thấy lịch đào tạo rồi. Thì các bạn cứ follow, cứ đi theo dõi của công ty nào, cái sản phẩm nào mà mình muốn bán để mình học sản phẩm. Thứ nhất, người bán phải có kiến thức về học sản phẩm. Nên do đó là các bạn phải học. Giống như một cái sản phẩm mà các bạn đi bán mà các bạn không biết nó nằm ở cái này, nó nằm là cái gì, xuất xứ làm sao, nguyên liệu làm sao, cái đối tượng nào phù hợp với dòng sản phẩm này. Nếu mà các bạn không biết, các bạn cứ cầm lên nói, đây tôi bán cái này tên này, thì ai mà vô mua cho tất cả các bạn. Và khi mà các bạn nói trực tiếp giữa mình và người mua đi, giữa khách hàng đi, mà các bạn hời hợt, các bạn không biết về cái chất lượng sản phẩm như thế nào, các bạn không hiểu về chuyên sâu về dòng sản phẩm, thì làm sao mà các bạn bán được hàng. Nên do đó về học, về cái mặt về học kiến thức sản phẩm là vô cùng quan trọng để các bạn nắm. Nên do đó tại sao các bạn, nên do đó là tại sao mình nói với tất cả các bạn là chưa hiểu về nền tảng của Robby là nó đi theo cái nền tảng tư vấn là như vậy ha. Rồi cái nữa, nếu mà các bạn có động lực, các bạn phải có cái đội ngũ đi chung. Giống như mình tham gia kinh doanh thì vẫn có những cái anh chị ở xa thì cũng là kinh doanh giống mình, thì nhưng mà mình ở trong một cái group chung thì để làm chi, để mình sinh hoạt, mình trao đổi này kia, những cái thắc mắc, khi nào mà mình có thắc mắc thì mình vào trong đó mình hỏi. Chứ lại là khi mà mình tham gia vào cái group đó là nó sẽ tạo cho mình cái động lực, cái năng lượng để mình làm việc. Tại vì ai cũng làm việc hết, thì mình khi mình vào trong đó thì mình sẽ cảm thấy thì mình cũng phải làm như họ, hoặc là mình học hỏi những cái kinh nghiệm của những anh chị đi trước, người ta có kinh nghiệm, người ta bán được nhiều hàng hơn, thì khi đó là các anh chị cần follow, cần trao đổi và
chính là các anh chị phải là người kết nối trước. Tại vì mình làm cho mình muốn bán hàng cho mình muốn kiếm tiền thì mình phải là người kết nối. Các bạn đừng nghĩ là cái đó là cái trách nhiệm của một người nào hết ha. Các bạn làm thì các bạn hưởng, không có ai hưởng đâu. Nên là do đó là cái trách nhiệm kiếm tiền là trách nhiệm của tất cả các bạn. Nên là do đó là các bạn phải follow. Đôi khi các bạn không có kết nối được với nhóm mà các bạn cứ đi làm một mình, bảo đảm tất cả các bạn không có cái hướng nào ra. Nên đa số những bạn mà đăng ký qua link giới thiệu của mình rời nền tảng của Robby, lý do là các bạn không chịu làm, các bạn không có biết cách vận hành, các bạn cứ đang nghĩ là các bạn đang nằm chờ sung rụng đó. Sau khi các bạn follow nhóm xong, các bạn tham gia các cái buổi Zoom đó để các bạn học. Thứ nhất là các cái buổi Zoom về nền tảng, các bạn là người mới sẽ có mấy buổi Zoom về nền tảng, thì trong đó người ta sẽ đào tạo kiến thức cho tất cả các bạn, hướng dẫn về kinh doanh, cách kinh doanh sao, cách đăng bài sao, thì người ta sẽ có hướng dẫn hết. Và cái nữa là để cho tất cả các bạn hiểu về cái mô hình kinh doanh của Robby. Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn lan tỏa nền tảng mô hình kinh doanh của Robby thì các bạn vẫn được Robby trả cho hoa hồng. Giống như bây giờ Robby đi quảng cáo đi thì Robby phải trả tiền cho quảng cáo, thì bây giờ thôi các bạn đi quảng cáo giúp Robby về cái mô hình kinh doanh của Robby thì Robby trả cho các bạn một phần hoa hồng đó. Thì nên do đó các bạn phải hiểu về nền tảng, giống như mình đang chia sẻ với tất cả các bạn vậy. Nên do đó là các bạn cứ vào học, bỏ trong vòng một tuần, một tháng vậy đó các bạn. Học về sản phẩm, học về kiến thức nền tảng. Sau này sẽ giúp ích cho tất cả các bạn rất nhiều. Và nó sẽ cùng song hành với tất cả các bạn, vừa bán lẻ và vừa giới thiệu nền tảng của Robby. Thì hai cái nó sẽ có được cái hoa hồng hết. Cái nào cũng được có hoa hồng. Nên là các bạn chú ý ha. Sau khi các bạn học kiến thức sản phẩm xong thì các bạn cần phải bỏ một số tiền nhỏ để các bạn mua cái sản phẩm đó về, các bạn trải nghiệm. Một sản phẩm đó, ví dụ mình nói một cái hộp sâm nhân sâm táo đỏ đi là 280.000, các bạn cứ bỏ tiền ra các bạn mua về, các bạn trải nghiệm thử nó là cái gì. Rồi từ một cái hộp đó nha, các bạn sử dụng khoảng 5 gói thôi, thì số còn lại thì các bạn bắt đầu các bạn đi mời khách hàng của mình sử dụng thử. Thì khi đó các bạn đưa cho khách hàng mỗi người 2 gói đi, thì trong đó các bạn sẽ tiếp cận đâu được khoảng 5 khách hàng nè. Và 5 khách hàng rồi, sau khi các bạn đưa cho họ sử dụng thì các bạn phải quay lại, các bạn hỏi thử anh chị đã dùng sản phẩm này cảm thấy như thế nào, cái vị của tất cả các anh chị uống có được không, có phù hợp hay không. Tại vì những cái sản phẩm này khi mà các anh chị kinh doanh những dòng mà ăn uống thì người ta phải nếm thử thì người ta mới tin tất cả các anh chị. Làm như vậy thì các anh chị sẽ có đơn hàng đầu tiên ngay luôn á. Ví dụ như một cái bạn bè nào đó nói thôi bây giờ tao đang bán cái sản phẩm này, có sản phẩm đây và tao đang sử dụng, tao muốn mời mày sử dụng thử, thì coi thử để mình đánh giá được cái sản phẩm tao bán là nó như thế nào. Bán được cho cái sản phẩm đầu tiên thì khi đó là các bạn đã biết cách vận hành bán hàng như thế nào rồi. Có một cái câu chuyện thế này các bạn biết là cái sản phẩm đầu tiên mà mình có đơn hàng đối với trên nền tảng của Robby đó là sản phẩm đề tóc. Thì sản phẩm đề tóc nó có giá trị bao nhiêu? 120.000 một hộp với 12 gói. Thì khi đó mình mua về mình uống thử, thứ nhất là mình đưa cho bà xã mình uống thử, mình đưa cho mẹ vợ mình uống thử. Sau khi còn mấy gói kia thì mình mới đi chào mời cho những khách hàng quen. Và đó khi đó họ uống như vậy thì họ thấy ok, thơm mà, ngon mà, thì bắt đầu họ quay lại, thôi mày đặt cho tao một hộp đi. Thì bắt đầu từ đó là có đơn hàng đầu tiên. Cũng sao, cũng các cái bước đó, mua hàng về trải nghiệm và cho khách hàng dùng thử. À, cái đó là cái đơn hàng để tóc. Và cái đơn hàng sữa đầu tiên thì cũng bằng phương pháp đó. Nhưng mà đối với đơn hàng sữa thì khi mà mình tham gia cái buổi Zoom của 5 giờ sáng ấy, thì mình có cái phần quay trúng thưởng các bạn. Thì bên công ty ấy, người ta gửi hàng về cho mình. Thì khi đó các bạn, mình cũng áp dụng cái công thức đó, cho lấy cái đó đi cho những khách hàng dùng thử. Và cũng ra đơn được các bạn, cũng theo một cái phương pháp đó. Và cũng kể mới đây luôn là mình phân phối dòng xà bông, mà dòng xà bông của nhà Bell Home. Thì đối với dòng nhà Bell Home á, thì nó có một cái đặc điểm như vậy, tức là nó làm ra những cái dòng sản phẩm mẫu nhỏ như vậy để làm chi, để mình cầm đi chào mời khách hàng á, rất là tiện. Cái thứ hai là mình in tờ rơi. Cái tờ rơi này là mình tự bỏ tiền ra, mình thiết kế, mình in. Mình phải đầu tư, thứ nhất là mình nói xong phải có hình ảnh, cái thứ hai phải có sản phẩm. Và đây là cái câu chuyện mà mình nghiệm ra là phải có sản phẩm trên tay mới bán được hàng. Thì mình nghĩ đây là có nè. Thứ nhất là đợt rồi mình có đi vào trong cái chợ lớn thì mình rác phát cái tờ rơi này, thì mình cứ nghĩ là cái chương trình khuyến mãi này nó đang có giá hấp dẫn quá mà, thì mình có thể mình in tờ rơi này thì khách hàng có thể là họ sẽ cảm nhận được ngay. Nhưng mà không các bạn, khi mà mình đi phát tờ rơi xong rồi á thì mình nói sản phẩm này nó thơm lắm, thì cái ông kia cũng nói ủa nếu mà sản phẩm mày thơm thì cái sản phẩm mày đâu, thì tao mới ngửi được chứ bây giờ mày nói không sao ấy. Thì lúc đó mình mới sực nhớ ra thật ra ở trong túi mình đi thì mình cũng đã có cầm những cái này rồi, nhưng mà mình không có đưa ra cho họ thử cái sản phẩm. Nên sau khi mà mình mới móc ra mình đưa cho ông ngửi, ông coi thử sản phẩm nè, thứ nhất là về cái chất lượng ở trong,
mình mở ra luôn, mình mở ra vậy luôn các bạn. Mình mở nha, thứ nhất là mình sẽ đổ ra cho ông coi là đúng mới về, mình nói là về đậm đặc thì mình bổ ra là đậm đặc nè, đúng không? Thứ hai là mình nói cái mùi hương thơm thì mình đưa cho ông lên ngửi, ông kêu đúng rồi, cái mùi này rất là tốt, mùi này thơm rất là dễ chịu và mùi thơm rất là dễ thương, nên là ông nói thôi chậm nữa mày quay lại, mày xách cho tao một bộ. Thì đó là cái như vậy thì mình nói là khi mà các bạn đi thì phải có những cái sản phẩm mẫu để cho khách hàng thử. Nên đó tại sao mình nói là do các bạn không bán được hàng là các bạn không có trải nghiệm cái sản phẩm đó và các bạn chưa có cái sản phẩm để đi mà các bạn chào mời. Đối với những người mà KOL, KOC á, thì người ta đã nổi tiếng rồi, người ta có về mặt hình ảnh rồi. Thì người ta nói là bán hàng không cần phải có sản phẩm thì cái đó là đúng. Tại vì họ đã từng bán sản phẩm rồi thì khi đó đã có tệp khách hàng rồi. Thì khi lên họ nói cái gì khách hàng cũng ưng ý và khách hàng mua. Còn đối với các bạn là người mới, các bạn đâu có cái hình ảnh gì đâu mà các bạn không có sản phẩm, các bạn không trải nghiệm sản phẩm, các bạn không cho người ta dùng thử thì sao mà các bạn ra đơn được. Đó là những cái câu chuyện của mình, đây là câu chuyện có thật. Và các bạn biết là những cái dòng sản phẩm ở phía sau kia mình phân phối cho xà bông Bellhome đó, các bạn biết mình phải bỏ ra một tháng trời mình mua xà bông về, những cái bộ combo gì nè, giống như các bạn nè, 170.000, 195.000, mình mua về mình trải nghiệm, mình mua về mình thử rồi mình đem cho người ta thử thì ra đơn. Tóm lại cái câu chuyện là các bạn phải trải nghiệm sản phẩm, các bạn phải có sản phẩm khi mà các bạn tư vấn trực tiếp với khách hàng. Thứ nhất, cái đầu tiên là cái gì, hình ảnh sản phẩm khách hàng phải thấy, cái giải quyết vấn đề cho khách hàng là cái gì nó phải có và nó phải đúng cái tệp đối tượng khách hàng đó. Giống như các bạn thấy là nếu mà các bạn đi giới thiệu xà bông cho ông thầy tu thì làm sao mà ông mua, nên do đó các bạn cần phải đi đúng cái tệp khách hàng. Nên đó là Ruby nó đưa ra như vậy là muốn là khi các bạn bán là các bạn phải bán đúng đối tượng và khi người ta sử dụng rồi thì có cái nhu cầu tái sử dụng, tức là nó quay lại, khách hàng quay lại để sử dụng sản phẩm của chúng ta thì đó mới gọi là cái bền vững. Chứ còn các bạn đi vô bán, bạn đi các bạn bán, các bạn đi bán biết chừng nào các bạn mới có được cái tệp khách hàng. Thì đó là các bạn cần phải xây dựng cái tệp khách hàng và cái này cần phải có các cái lộ trình và đi từ từ. Nên do đó là người mới vào các bạn cần phải tham gia học về nền tảng của Ruby, cần tham gia các cái buổi Zoom để các bạn hiểu à bữa nay công ty này nó có những cái sản phẩm mới này, nó có chương trình khuyến mãi này thì để mình chào mời, mình giới thiệu cho khách hàng. Đó nên do đó là tại sao có nhiều bạn vào Ruby bán hàng không được và rời khỏi nền tảng của Ruby là do chính tất cả các bạn không chịu hoạt động hoặc là các bạn không chịu đi theo những cái hướng dẫn của người trước, người ta đã làm ra đơn rồi. Nên do đó đây là những cái câu chuyện của mình và mình đã áp dụng và mình đang làm như vậy và mình thấy nó hiệu quả, mình giới thiệu cho tất cả các bạn. Kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ ở video này để cho tất cả các bạn có động lực, các bạn không cần phải đi lang mang. Các bạn cứ làm như vậy coi thử cái năng lực của mình như thế nào. Nếu mà các bạn bán không được hàng nữa thì lúc đó người ta mình rút lui thì mới gọi là mình thất bại. Chứ còn bây giờ các bạn không phải là các bạn thất bại do các bạn bán hàng không được mà do thất bại do các bạn không có áp dụng được cái công thức mà người trước người ta có được, người ta đi chia sẻ cho mình. Nếu mà các bạn nào áp dụng được thì các bạn cứ áp dụng thử ha. Còn nếu các bạn nào có được những cái ý tưởng, những cái kinh nghiệm mà nó hay hơn thì các bạn cứ để lại ở phần bình luận để cho nhiều người cùng học hỏi và cùng trao đổi kinh nghiệm nha tất cả các bạn nha. Rồi một lần nữa xin chúc tất cả các bạn thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Và nếu các bạn nào quan tâm với nền tảng kinh doanh với Ruby thì các bạn cứ vào trong phần mô tả đó, mình sẽ có để cái đường link để giới thiệu lan tỏa nền tảng của Ruby. Thì các bạn cứ cài app miễn phí 7 ngày các bạn trải nghiệm đi. Thì sau đó rồi các bạn có quyết định làm hay không, đó là quyền của tất cả các bạn, không ai ép của tất cả các bạn. Và app này hoàn toàn miễn phí, các bạn không mất một đồng nào. Do đó các bạn cứ thoải mái các bạn tìm hiểu. Biết đâu đó đây là một cái cơ hội để cho tất cả các bạn kinh doanh online. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau.